Kính thưa quý vị, một trạm bán xăng bỏ hoang tại New York trở thành nơi trưng bày nghệ thuật của những chú cừu vĩ đại. Một trạm bán xăng gần khu vực trung tâm thương mại thành phố New York đã được thay thế bằng bức tượng của một chú cừu non. Con đường đại lộ 10 hướng về trung tâm thành phố, trạm cây xăng Gary bỏ hoang có thể tu sửa để trở thành một nơi khu vực thương mại sầm uất, nhưng những nhà thiết kế nghệ thuật thành phố dọn dẹp tu sửa và sẽ trưng bày cho một bộ sưu tầm 25 chú cừu non làm tăng vẻ đẹp của thành phố. Với lịch sử đặc biệt, 25 con cừu được nhà điêu khắc người Pháp François Xavier Lanen tạo nên và không lâu sau đó từ trần vào năm 2008. Ông Paul Kasmin là chủ nhân của những bức tượng cừu nổi tiếng, chọn lựa cây xăng Gary bỏ hoang để trưng bày bộ sưu tập trưng bày 25 con cừu được nhà điêu khắc nổi tiếng Lanen tạo nên với ý định là tạo nhiều ấn tượng về nước Pháp tại New York. Nhà điêu khắc Lanen được thế giới biết đến trong thập niên 1960 và trở thành một trong những danh họa tạo nên những bức tượng nghệ thuật hình dáng con cừu được rất nhiều người tại Pháp ưa chuộng. Khách bộ hành tại thành phố New York rất thích sáng kiến này. Anh Raquel Perez nói rằng những con cừu trông thật hiền lành và dễ mến với những nét trạ, trổ thật tinh vi. Mọi người dân cư ngụ cùng khách bộ hành đều thích thú ngắm bầy cừu non này mỗi lần có dịp đi qua.